Vâng, xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với trang ký cổ Bình Xưa. Trước tiên, rất cảm ơn bác luôn quan tâm tới em và ủng hộ em suốt thời gian qua. Bác nào mà chưa kênh của em phải đăng ký kênh màu đỏ các phản với giấy video biểu tượng quả chuông, để mỗi khi lên kênh hệ thống YouTube sẽ kịp nhận rất nhanh số điện thoại bác vì ngày nào hàng ngày video. Để tránh mất thời gian thì em sẽ vào phiên ngày nay. Phiên ngày em có một cây kính đó là Christopher. Cây này là của Đức Quốc Xã Bọc Vàng. Đấy. Tại sao cái hãng này nó lại làm một cái kính mà rất giống với Soviet Jet? Bởi vì khi thập niên mà giai đoạn đầu của Soviet Jet nó ra ấy, thì tất cả những cái hãng như là hãng Christopher, Messler hay Mavic và rất nhiều hãng khác họ làm theo một cái phiên bản năn ná giống của Soviet Jet để cạnh tranh trực tiếp về giá cả và sản phẩm. Bởi vì khi cạnh tranh về trực tiếp về giá cả sản phẩm thì cái dòng này nó ăn đứt về mặt giá luôn, hay nó gọi là phá giá thị trường. Đây chẳng hạn như con Solex GH của em mà đang đeo hàng ngày thì nó có sự khác biệt rất là lớn, đúng không ạ? Bởi vì nguyên về cái chất lượng, về giá cả nó đã khác nhau rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Đấy, mà rất đẹp nhá. Đấy. Nghề chơi thì lắm công phu, chơi thì nhiều mà ăn thì mấy. Đấy, nó lại hay ở chỗ đấy. Bây giờ em vào chủ đề chính ngày hôm nay nhá. Christopher của Đức Quốc Xã xưa. Về phần giá cả thì hồi sau bác sẽ thấy được là êm ái. Bây giờ là các bạn em sẽ đi quay ngang quay dọc để các bác là nhìn xem là đeo kính và đỗ trên mặt chứ không bao giờ nghiêng xuống lệch rơi như lầm tưởng của một số bác là lớn tuổi là đi ổ gà ổ voi hơi nghiêng nghiêng hơi xô xô lệch hơi rơi mà không có chuyện đó. Đấy. Rất đòi nha. Đấy, rất là rõ ràng nha. Rất độc đáo, rất là cổ. Cái dòng này ở những thập niên 50, 60 của Đức Quốc Xã thì nó rất là nổi đình, nổi đám. Bởi vì là những tầng lớp mà trung lưu, thượng lưu cũng như là những giáo sư, bác sĩ, những nhà khoa học, nhà bác học là rất hay đeo dòng này. Bởi vì khi về già có tuổi thì bỏ cái mắt nó đi. Thay bằng cái mắt cận thị, lão thị, viễn thị, một cái kính giỏi kết nhiều tính năng mà là hàng bọc vàng đời xưa. Chứ còn nếu bọc vàng, những cái kính này vì sau những thập niên 80, 90, 2000 của nước Nhật và một nước châu Á là làm giả làm nhái theo. Tuy nhiên những thập niên đó của Nhật làm hay một số nước châu Á là đều là cái vàng hợp chất, vàng hóa chất, kể cả vàng đúc nhá, không ăn thua đâu. Bởi vì tại sao? Bởi vì rất nhiều anh em dùng sau là cho là bong chóc rồi là bợt cái thứ. Đặc biệt là thập niên 90, 2000, 2010 đổ ở đây là của Nhật và một số nước châu Á làm rất nhanh hỏng dân manh màu, bởi vì nó là vàng hợp chất, vàng hóa chất. Còn cái kính này của Đức Quốc Xã ngày xưa hay của Pháp thì đều là cái vàng nguyên chất, nguyên thủy, nguyên bản đầu, đủ tuổi thì cái vàng đó cực kỳ bền, trải qua 6-70 năm vẫn còn đẹp này. Đây nó là cái minh chứng luôn. Đấy, nên lại hay cho đấy. Bây giờ đi chết đi bên trong nhá. Càng bên phải là có chữ Marayen Zekmani. Đấy, xong tiếp theo nhỉ. Đó là Mark Oliver 806. Đấy, rất là rõ ràng nhá. Sang bên cạnh trái này có là SB135 Christopher 5418. Cái này sang ngang nó là 135. Đây nha, cạnh trái nha, Christopher SB5418. Rất là rõ ràng. Anh ta gọi dòng này gọi là Christopher chữ H ở Đức Quốc Xã. Giá thì lại cực kỳ êm ái. Ở đấy nó lại hay ở chỗ đấy, 5 triệu 800.000 hay gọi là 5.800k, 5 triệu 8 hay gọi là 5.800k. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ, bác yên tâm về giá cả, về chất lượng sản phẩm. Về hình thức mua bán, bác nào có thể chuyển khoản thì bao ship, bác nào chọn đặt ship code hay gọi là giao hàng và thu tiền thì vui lòng đặt cọc 100 đến 200k. Đó là quy định bên em từ xưa này đấy. Về thời gian bán hàng cực kỳ thoải mái, từ 7 giờ sáng cho đến 11 giờ tối, cũng như từ 7 giờ sáng đến 2-3 giờ, bác đến bất kể thời gian nào với điều kiện phải điện thoại trước, tránh tình trạng đến đột xuất quá. Em đi gửi hàng, giao lưu đồ sơ, đặc biệt hơn là đi thẩm định, định giá tất cả đồ hồ sơ cho tất cả anh em bè người thân. Bác nhớ điện thoại trước để em nghênh tiếp đón từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Lắng nghe, thấu hiểu và tư vấn, cố vấn chuyên sâu tất cả đồ hồ sơ, đó là giá trị cực kỳ lớn ở cửa shop mua bán đồ cổ xưa lâu năm, thường uy tín hai mấy năm, ba mấy năm. Số điện thoại của em là hơn 2 năm rồi đấy, chứ còn đừng mua những cái chỗ mà địa chỉ không rõ ràng, không có địa chỉ, có mỗi số điện thoại không, thì thông thường đó là amateur. Thứ hai nữa là hẹn linh tinh, hẹn lung tung
rất nhiều anh em bị dính rồi. Thứ ba là ngày nay rất nhiều cái trang mạng xã hội là nó lên liền lúc là mười mấy cái, hai mấy cái, 39 cái, chỉ một nửa là thật, một nửa là dởm, giả nhái trà trộn lẫn lộn, không có cây amo nào mà là đuôi chuột mà bản to ốc sao mà lại có giá là 6 đến 7 triệu, bản rất to luôn đấy, bản 3 ly, bản 4 ly, bản 5 ly mà ốc sao mà lại có giá 6 đến 7 triệu, thì đó là amo dởm giả nhái. Rất nhiều em hay là dòng lami cũng thế thôi, 6 đến 7 triệu mà là bản rất to đấy, xong lại ốc sao nó thì không có giá đó. Một số kênh như trong miền Nam Trung Bộ, miền Tây Nam Bộ, miền Đông Nam Bộ hiện nay thấy là mà cái lượng kênh follow có những khá lớn, trên 10.000, trên 15,5 nghìn người, rồi là trên 20 nghìn người. Tuy nhiên thì bán một lô cả kính cả đồng hồ đấy bị dởm giả giá rất nhiều, dởm giả và nhái rất là nhiều, tùm lum tùm la. Thì một số anh em ở ngoài miền Bắc cũng như Hà Nội cũng đã bị dính. Khi em đi thẩm định và định giá đồ mà em thấy là rất nhiều anh em bị dính cả về đồng hồ đeo tay cũng như về về kính là nhiều nhất. Bởi vì là cái kênh nó lượng thấy nhìn lượng follow lớn quá mà số điện thoại thì hai ba số điện thoại, nhưng thật chất là số điện thoại cứ trong thời gian là thay đổi số điện thoại, thì cái bác đấy là nhiều số bác lý phải chọn cái địa chỉ lâu năm và số điện thoại lâu năm đấy. Thứ hai là phải mục truyền từ nhà, có làm sao mà anh bạn được. Và một lần nữa rất cảm ơn các bác đã dành thời gian xem video của em. Xin chào, hẹn gặp lại phiên phiên sau. Cái kính này có giá 5 triệu 8 hay còn 5.800k, đó là chiếc chiếc Christopher chữ H. Cái dòng này nó ra thì nó phá giá thị trường của kính Solex chữ H vào những thập niên 50, 60. Vâng, xin chào các bác, xin chào tạm biệt.